Lịch sử sẽ lặp lại. Rất nhiều những cái mã cổ phiếu trên thị trường đang nằm chung một cái cấu trúc để đi lên. Hello, xin chào tất cả quý anh chị. Hôm nay là cái phiên đầu tuần chúng ta chứng kiến một cái phiên giao dịch tương đối là FOMO với một cái gap được mở ra ngay đầu phiên và cái hiệu ứng FOMO này đến từ một trong những cái nhóm ngành thuộc dạng là gì hot nhất thị trường đó chính là nhóm ngành về bất động sản vậy thì cái gap này nó mở ra nó mang tính chất gì và cái chủ đề ngày hôm nay nó rất là quan trọng đó chính là chúng ta sẽ cùng lại cùng nhau nhìn lại cái lịch sử và em sẽ chỉ cho nhà đầu tư một cái nét tương đồng rất lớn ở cái chu kỳ thời điểm hiện tại để giúp cho mọi người nhìn ra được cái con sóng chúng ta đang đối mặt nó sẽ tương tự như những cái giây phút nào trong quá khứ. Cũng chào mừng tất cả quý anh chị đã quay trở lại với kênh Đầu tư nghiêm túc Ông Tà Vlog. Thì điều đầu tiên thì cũng rất lâu rồi mới gặp lại tất cả quý anh chị. Cách cũng đã hơn một ngày rồi đúng không? Nên là mọi người vào chào em một cái đi để chúng ta cùng nhau phân tích về cái thị trường này cho chúng ta có một cái góc nhìn cụ thể hơn. Đầu tiên thì với cái thị trường chung á anh chị phải để ý giúp, giúp em, vì sao em phân tích là cái thị trường này nó sẽ lặp lại? Thì trong quá khứ, thị trường của chúng ta lúc nào cũng đi theo những cái dạng mẫu hình nhất định. Bởi vì mẫu hình là gì cả nhà? Mẫu hình là biểu hiện ra bên ngoài hành vi của tổ chức. Ví dụ như là tổ chức dòng tiền thông minh, người ta gom hàng, người ta sẽ để lại những cái dấu chân. Dấu chân đó gọi là những cái dạng mẫu hình về gom hàng. Giả sử như là thị trường của chúng ta tổ chức dòng tiền thông minh, người ta phân phối hàng thì họ cũng sẽ để lại những cái dấu chân về về hành vi về phân phối vậy ở thời điểm hiện tại chúng ta sẽ đọc được một cái hành vi chủ đạo của thị trường mà trong các video trước em có chia sẻ anh chị rất là nhiều đó chính là hành vi về tích lũy lớn với những cái dạng cấu trúc về hành vi tích lũy lớn như thế này nào thì thị trường của chúng ta nó trải qua rất nhiều những cái giai đoạn, trong đó có một cái giai đoạn mà em đánh giá nó thuộc về cái yếu tố then chốt. Khi mà thị trường của chúng ta nó đã có một cái giai đoạn tích lũy rất là lớn ở đây, hay em gọi đây gọi là những cái pha gì? Pha B tích lũy. Đấy, pha B tích lũy. Và với cái việc pha B tích lũy như thế này thì gần như thị trường của chúng ta nó đang tạo cho tạo cho cả thị trường một cái một cái nguyên nhân rất là lớn để có thể đi lên trong cái chu kỳ tiếp theo em sẽ lấy ví dụ cho nhà đầu tư trong quá trình chu kỳ trước đó của thị trường nó diễn ra như thế nào để mọi người hình dung được là cái pha B này nó quan trọng đến mức nào anh chị nhá đầu tiên thì mọi người phải nhìn về những cái chu kỳ lớn của năm 2018 đến năm 2022 gọi là một cái chu kỳ về 4 năm thì trong cái 4 năm này chính là cái nơi mà tổ chức dòng tiền thông minh nó set up những cái trận đánh lớn và trong cái thời gian này thì chúng ta sẽ thấy chúng ta có một cái dạng mô hình về tích lũy rất là lớn của thị trường ở đây đó gọi là mô hình tích lũy nơi mà các dòng tiền tổ chức dòng tiền thông minh người ta gom hàng cho một cái trận đánh lớn và trong cái giai đoạn đó thì chúng ta sẽ thấy có một cái giai đoạn rất quan trọng gọi là cái pha tích lũy pha hấp thụ hàng gọi là pha b ở đây đấy mọi người lưu ý nè và trong cái pha B này lý do tại sao em nói đây không phải là ngẫu nhiên mà là cái sự sắp đặt của tổ chức từ năm 2018 cho đến năm 2022 nó mới kết thúc chu kỳ bởi vì ở trong những cái giai đoạn mà thị trường 2018-2019 chúng ta thấy là trong cái pha B gọi là cái pha tạo nguyên nhân của thị trường có rất nhiều những cái nhóm ngành những cái mã cổ phiếu nó cùng tích lũy với thị trường cùng được tổ chức dòng tiền thông minh nó gom hàng ví dụ như là dòng thép anh chị sẽ thấy những cái cổ phiếu như Hòa Phát này mọi người nhìn thấy không 2019-2020 khi thị trường nó tạo ra một cái vùng nguyên nhân lớn ở đây nè, thì cái mã cổ phiếu về hòa phát ở đây nó cũng tạo cho chúng ta một cái pha tích lũy rất lớn và với cái pha tích lũy rất lớn này thì chúng ta mới có những cái con sóng này nè cả nhà, chứ không phải là ở à, vì tiền rẻ vì covid này kia chúng ta mới có một cái con sóng đâu, bởi vì cái quá trình mà tổ chức người ta gom hàng và theo cái quick một cái thuyết uh, gọi là một cái thuyết quan trọng nhất của thị trường chứng khoán mang tính đầu cơ đó thì quan điểm của Whitcorp đó chính là trước khi bắt đầu những cái trận đánh rất lớn thì tổ chức dòng tiền thông minh hay còn gọi là CO người ta sẽ gom hàng rất là nhiều và một trận đánh của tổ chức nó kéo dài từ 3 đến 5 năm trong đó 1 đến 2 năm đầu tiên dành để gom hàng 2 năm tiếp theo dùng để đánh cổ phiếu lên 1 đến 2 năm tiếp theo đánh cổ phiếu lên và giai đoạn phân phối và đề giá nó sẽ diễn ra trong một cái thời gian ngắn hơn là giai đoạn đánh lên mọi người phải để ý với em có vấn đề như vậy do đó trong cái năm 2018-2019 tổ chức người ta không chỉ gom những cái mã cổ phiếu như hòa phát mà đó là điều kiện thuận lợi để những cái mã cổ phiếu như hoa sen này đấy gọi là dòng thép nó cũng có những cái giai đoạn tích lũy rất là chặt chẽ để chu kỳ sau nó trở thành những cái siêu cổ phiếu huyền thoại hay là trong những cái giai đoạn này anh chị sẽ thấy có những cái siêu cổ phiếu như là dgw này mọi người nhìn nè mọi người thấy không Tại sao ở trong giai đoạn này rất nhiều những cái siêu cổ phiếu nó được tích lũy ở những cái vùng mà cái vùng trọng yếu như thế này một thời gian rất dài bởi vì đây chính là cái việc mà tổ chức dòng tiền thông minh người ta tạo nguyên nhân, người ta tích lũy hay chúng ta có những cái mã cổ phiếu là siêu cổ phiếu của những cái chu kỳ trước như VIP này. Đấy quá trình tích lũy của nó kéo rất là dài, sau đó nó mới có con sóng này và quá trình tích lũy của nó nó đến từ những cái mã cổ phiếu như Liên Việt Bóc ban này. Anh chị thấy gì không? Đấy, tích lũy rất là chặt chẽ và kéo dài đâu đó khoảng 1 năm rưỡi đến 2 năm Và tất cả những cái giai đoạn tích lũy này được tổ chức người ta đồng thời hành động trong cái giai đoạn thị trường ở những cái pha gọi là pha B Hay chúng ta có những cái mã cổ phiếu như DIG này Mọi người thấy không? Có một cái pha tích lũy rất lớn và rất đẹp ở đây Gọi là những cái vùng tích lũy Có nghĩa là trong cái điều kiện thị trường năm 2019-2018 á Thì rõ ràng là cái điều kiện này phù hợp cho cái vùng giá rẻ rất hấp dẫn của cổ phiếu trong tương lai Đấy và đó là lý do mà tại sao tổ chức dòng tiền thông minh Người ta sẽ bỏ thời gian công sức ra để gom cổ phiếu Khi mà chưa có những cái biến động lớn về vĩ mô Và đợi những cái biến động lớn về vĩ mô thì họ mới bắt đầu gì Đánh những cái mạ cổ phiếu này lên gọi là những cái chu kỳ sóng Anh chị phải hình dung cái vấn đề như vậy hay là chúng ta nhìn về thị trường đó là lý do mà tại sao em nói với anh chị cái giai đoạn mà tổ chức người ta xây dựng những cái hành vi lớn những cái giai đoạn mà tích lũy lớn nó sẽ xây dựng nhằm cho mục đích những cái con sóng này xảy ra này cả nhà vn index nè những cái con sóng này xảy ra gần như nó là điều tất yếu bởi vì pha B ở đây Và sau cái giai đoạn pha B thì thường thị trường nó sẽ xảy ra một cái cú rủ bỏ quyết định Gọi là cái cú rủ bỏ spin Đấy, cái cú rủ bỏ này là thường là sẽ gì sẽ loại bỏ tất cả những cái nhà đầu tư đeo bám trong cái quá trình đi ngang hấp thụ của cổ phiếu và tất cả những cái mã cổ phiếu trên thị trường anh chị sẽ thấy là gì nó được thu gom rất nhiều năm dẫn tới tình trạng là nhà đầu tư có xu hướng giao dịch trong cái vùng biên này xuống mua lên bán xuống mua lên bán vậy những cái cú rủ bỏ này nó đóng vai trò là loại bỏ toàn bộ nhà đầu tư tham gia vào quá trình gom hàng của tổ chức cũng như là tổ chức người ta kiểm định lại cung cầu trước khi bước đầu vào một cái con sóng và thị trường ở thời điểm hiện tại của chúng ta nó cũng xuất hiện cái vùng đó sau một quá trình pha bê ở đây thì thị trường chúng ta nó có một cái nhịp phục hồi trước khi có một cái cú rủ bỏ thủng những cái vùng hỗ trợ quan trọng của thị trường gọi là cái cú gì cú spin rất rõ ràng nha cả nhà và cái cú spin này gần như là gì gần như là rất nhiều những cái nhóm ngành những cái mã cổ phiếu trên thị trường nó đều xảy ra cái quá trình spin rủ bỏ này em lấy ví dụ cho nhà đầu tư một cái nhóm ngành mà trong thời điểm hiện tại nó đang làm mưa làm gió đó chính là ngành về về gì ừ, về ngân hàng ví dụ SHB này anh chị sẽ thấy là gì đây cái chiều này mới phân tích cho học viên Đấy, ví dụ nè, mọi người sẽ nhìn giúp em nè Đây là cái quá trình tích lũy hướng lên của cổ phiếu Và sau cái quá trình mà thị trường chung điều chỉnh Thì những cái mã cổ phiếu này nó cũng rơi về những cái vùng gì Vùng rượu bỏ cuối cùng trước khi nó bắt đầu một chu kỳ sóng ở sau đây Hay là chúng ta đang có một cái cổ phiếu hot nhất thị trường là BID nè Thì anh chị nhìn thấy cái gì Mọi người còn nhớ hay đã quên cái giai đoạn mà khi thị trường nó rơi Nó thủng những cái vùng này nè thị trường rơi như thế này nè, thì em phân tích cho nhà đầu tư cái cú spin này của những cái cổ phiếu như BID gọi là cái cú rủ bỏ cuối cùng để bước vào chân một con sóng anh chị nào nhớ comment giúp em số 1 để chúng ta cùng nhau ôn lại cái kỷ niệm uh, rực rỡ giao đoạn đó đấy mọi người nhớ không khi thị trường rơi mà những cái mã cổ phiếu này rơi với khối lượng thấp nè, thì em nói với anh chị đây là cái cú rủ bỏ cuối cùng trước khi bắt đầu một chu kỳ sóng vậy chu kỳ sóng nó đã bắt đầu và mọi người phải hiểu giúp em, khi những cái mã cổ phiếu nó đại diện cho thị trường nó rủ như thế này, nó cùng chung một cái mẫu hình của thị trường thì gần như chúng ta xác định được cái cú spin này là cái cú chuẩn xác. Và sau những cái pha rủ bỏ như thế này nè, gọi là rủ bỏ cuối cùng thì thường nó gắn với một cái sự đau khổ rất lớn của nhà đầu tư và cái sự đau khổ của đó luôn được thị trường kiểm định bởi những cái pha gì? Pha kiểm tra cung cầu đó là ST, gọi là những cái pha kiểm tra cung cầu. Đấy, gọi là pha test lại cái lượng cung ở đây khi mà rơi xuống này thì đây nó đầu tiên nó xác nhận được cái đáy 650 nhưng sau đó khi thị trường bắt đầu xuất hiện bùng nổ theo đà và đi lên rồi nó bắt đầu test lại đây này thì rõ ràng cái điểm test này chính là cái điểm thị trường sẽ không bao giờ quay trở lại nếu nó xuất hiện những cái điểm xác nhận lên có nghĩa là cái điểm xác nhận này của thị trường gần như nó biến cả cái vùng này thành cái vùng đáy huyền thoại của thị trường trước một con sóng thần và thị trường ở thời điểm hiện tại nó cũng có tương tự một cái vùng như vậy đó chính là cái cú rủ bỏ này cả nhà đấy, cá cú đổ bỏ này, st, đó mọi người hình dung không? cái cú rủ bỏ gọi là cái cú uh, sau một cái nhịp phục hồi có bùng nổ theo đà của thị trường đi lên này, thì thị trường nó không lên ngay mà nó kiểm định cung cầu bằng một cái pha rủ bỏ tái tích lũy đến kiệt về khối lượng thì cái vùng rủ bỏ kiệt về khối lượng này gọi là cái vùng kiểm định cung cầu và em tự tin khẳng định với quý anh chị đó chính là thị trường của chúng ta nó sẽ không bao giờ quay trở lại những cái vùng 1080 nữa bởi vì cái vùng kiểm định cung cầu này đã có một cái sự xác nhận rất lớn của một cái nhịp đi lên của thị trường trong đó cái dòng băng là linh hồn của nhịp hiện tại của thị trường nó dẫn đến tình trạng là à, các cổ phiếu trên thị trường nó đi lên và khi thị trường nó tạo ra một cái vùng kiểm định chắc chắn như thế nào nè thì gần như chúng ta xác định được ở đây chính là một cái pha mới của thị trường gọi là phần đề gọi là cái pha gì anh chị pha huy động dòng tiền mà trong cái rất nhiều những video em có chia sẻ với anh chị là trong giai đoạn hiện tại này rất nhiều những cái cổ phiếu nó đi lên từ pha đề và thị trường của chúng ta đại diện cho pha đề và cái quan điểm nếu thị trường nó đi lên từ những cái vùng tết tổng như thế nào này thì mục tiêu ngắn hạn trong cái thời gian từ giờ cho đến tết hoặc là sau tết thì rõ ràng rồi anh chị thị trường ít nhất nó sẽ chinh phục những cái mốc một hai năm nên là cả chúng ta cần nhìn nhận Đó chính là cái lịch sử nó đang lặp lại Ở rất nhiều những cái mã cổ phiếu và thị trường Và trong cái giai đoạn mà thị trường bùng nổ pha đê này này Đó chính là pha huy động dòng tiền Thì cái việc của anh chị cần thấy Nó cũng tương tự như cái việc này Đó chính là cái dòng tiền của thị trường nó phải tăng lên Yếu tố thứ hai là gì? là sau quá trình tăng này sẽ có những cái vùng kiểm định cung cầu tiếp theo gọi đó là những cái vùng lps chủ đạo của thị trường và sau những cái vùng lps chủ đạo thì những cái nhịp lps này nè LBS này nè có là những cái nhịp rũ kịp về khối lượng thì anh chị sẽ thấy là sau những cái nhịp tá tích lũy rũ kiệt về khối lượng thì thị trường nó bắt đầu đi lên với dòng tiền tăng dần gọi là những cái vùng kiểm định tiếp theo của những cái con sóng và lên cho đây nè thị trường chúng ta có cái vùng kiểm định cuối cùng trước khi bước vào một cái chu kỳ đại sóng thì ở cái vùng kiểm định này anh chị để giúp em cái cú rũ bỏ LBS này nó rất là khốc liệt giảm 2,7% và kiệt khối lượng trước khi bắt đầu và em nói với anh chị nè đây mới chính thức là bước vào một cơn đại sóng đấy bởi vì sao vậy cả nhà bởi vì mọi người nhìn cái chỉ số nó tăng rất mạnh trong cả một cái chu kỳ kỳ này anh chị sẽ kêu là gì à đại sóng nó bắt đầu từ đây nhưng mà quan điểm của em để đại sóng của thị trường nó bước vào một cái chu kỳ gọi là chu kỳ chạy nước rút chu kỳ mà đẩy giá chính thì ở đây mới chính xác là cái chu kỳ của nó bởi vì em sẽ chứng minh cho nhà đầu tư trong những cái giai đoạn mà kiểm định của thị trường là những cái vùng st này những cái vùng lợp s này những cái vùng rủ bỏ gọi là vùng tích lũy tạo nguyên nhân hấp thụ kháng cự này thì gần như thị trường của chúng ta đa phần các mã cổ phiếu nó đều mang tính chất về tích lũy chỉ có một vài những cái nhóm ngành nó bắt đầu manh nha đi lên em lấy ví dụ cho nhà đầu tư vì sao ở giai đoạn xác nhận ở lớp S cuối cùng thì thị trường bước vào một con sóng này vì ở đây nè anh chị sẽ thấy đầu tiên là lấy cho nhà đầu tư một cái cổ phiếu cơ bản nhất của thị trường đi SSI mọi người thấy không ở đây thị trường mới chính thức bước vào một cái chu kỳ sóng nghĩa là giai đoạn này là cái giai đoạn chạy mạnh nhất trong một cái chu kỳ sóng còn những cái giai đoạn kiểm định trước đó là những cái giai đoạn tạo những cái dạng trạng thái về nền tích lũy mặc dù cổ phiếu nó vẫn có thể đi lên từ những cái dạng nền này này nhưng mà nó không đi lên quá mạnh mà chủ yếu là khi thị trường nó vào được con chính sóng gọi là sóng tổng thể của nó nó sẽ xảy ra cái quá trình chạy như thế này hay chúng ta thấy những cái cổ phiếu như VND cũng tương tự như vậy tại sao mọi người hiểu tại sao giai đoạn này là những cái cổ phiếu này nó chạy mạnh nhất đúng không hay là chúng ta có những cái mã cổ phiếu như là hdc này đấy tại sao sau những cái giai đoạn mà kiểm định của thị trường cuối cùng này nó mới bước vào những cái chu kỳ chạy mạnh nhất của nó hay là những cái mã cổ phiếu như hdg này Đấy mọi người nhìn này, đây gọi là cái giai đoạn sau cùng của sóng, nghĩa là giai đoạn sóng tổng thể nó xuất hiện thì những cái mã cổ phiếu trên thị trường nó mới tạo ra những cái hiệu ứng chạy mạnh nhất. Còn những cái giai đoạn đầu của giai đoạn kịp đích này nè là nơi của rất nhiều những cái cổ phiếu riêng lẻ và những cái cổ phiếu mang tính chất dẫn dắt chu kỳ nó đi lên. Em lấy ví dụ cho nhà đầu tư những cái mã cổ phiếu mang tính chất dẫn dắt thời điểm đó đối với dòng chứng khoán thì chúng ta có VCI này mọi người thấy không thì những cái mã cổ phiếu mang tính chất dẫn dắt nó đi lên mạnh nhất trong cái vùng kiểm định của thị trường đấy tại sao mà trong cái giai đoạn này những cái cổ phiếu như SSA nó không lên mạnh cả nhà không lên mạnh mà lại visa nó lên mạnh bởi vì đây gọi là vùng kiểm định đấy vùng kiểm định để trước khi bắt đầu một cái con sóng thực sự hay là chúng ta nhìn những cái mã cổ phiếu như là dẫn dắt của dòng gì ờ, dòng dòng thì ta dòng banh đi con VIP này dẫn dắt dòng banh là VIP nó chạy trước trong cái vùng kiểm định này vùng kiểm định thì những cái mã cổ phiếu này nó là mạnh nhất nhưng mà sau cái vùng kiểm định này nè thì những cái mã cổ phiếu dòng banh trên thị trường nó bắt đầu nó tăng tốc rất là nhanh em lấy ví dụ anh chị về những cái con như VIP banh nè mọi người thấy không sau một cái dạng mô tiếp tích lũy này thì nó mới bắt đầu chỗ bóng nó lên vậy thì trong cái giai đoạn kiểm định này nè thì rất nhiều những cái mã cổ phiếu nó tăng tốc mạnh thì những cái mã cổ phiếu đó gọi là cổ phiếu dẫn dắt cho giai đoạn thị trường còn những cái mã cổ phiếu lên sau nó sẽ ở những cái nhịp sóng chính của thị trường và thời điểm hiện tại của thị trường nó cũng tương tự như vậy anh chị nhìn giúp em này đấy chúng ta nhìn về tương lai một tí để có một cái sự thuyết phục đúng không đầu tiên là ở đây gọi là cái vùng kiểm định đầu tiên gọi là vùng tích lũy đầu tiên đúng không và rất nhiều những cái mã cổ phiếu ở thời điểm hiện tại anh chị sẽ thấy là gì không có mã cổ phiếu nào thuộc dạng mặt mà chỉ có những cái mã cổ phiếu kênh trên những cái con thuộc về leader thị trường như BID này, ACB này hay là MBB này hoặc là một vài cổ phiếu như CTD, Nam Từ Liêm đấy, nó mới đi lên mặt, còn đa phần nó là tích lũy vì sao vậy cả nhà? Vì vùng này là vùng kiểm định và sau khi đi lên đây nè thị trường của chúng ta nó sẽ bắt buộc xảy ra một cái vùng kiểm định mới loan quan nghìn hai bởi vì sao vậy cả nhà bởi vì cái vùng này này là một cái vùng lượng cung nó siêu lớn với cái vùng lượng cung siêu lớn như thế này không có lý do gì thị trường nó không tái tích lũy và khi thị trường nó tái tích lũy ở đây thì chúng ta sẽ có những cái vùng lps lps ở đây đúng không cả nhà lps ở đây Đấy, mọi người nhớ là sau những cú rủ này chúng ta sẽ có những cái LPS ở đây trước khi thị trường bước vào sóng và sau những cái cú rủ này nó mới là những cái giai đoạn về chính sóng của thị trường và những cái giai đoạn sau giai đoạn này, này thì đa phần những cái cổ phiếu liên quan đến thị trường những cái cổ phiếu mạnh gọi là giống như kiểu là SSA đây này nó mới bắt đầu vào những cái chu kỳ gì chu kỳ đẩy giá chính như ở đây. Đấy, em vừa mới lấy ví dụ nè Gọi là cái vùng kiểm định cuối cùng Nên là cái chúng ta cần nhìn thấy trong cái chu kỳ Ở thị trường thời điểm hiện tại Đó chính là một cái pha huy động dòng tiền Và cái vùng thời điểm hiện tại là vùng kiểm định Nên là khi thị trường đi lên Không phải con nào cũng đi lên Đặc biệt là những cái cổ phiếu thuộc về hàng thị trường Mọi người có để ý không? Trong giai đoạn thời điểm hiện tại những cái cổ phiếu dòng chứng khoán này, Có con nào đi lên đâu Nó toàn đi ngang, nó tích lũy vì sao? Trong khi thị trường nó đi lên Nghĩa là ở đây chưa phải là sóng chính Chưa phải là nơi mà sóng tổng thể nó xuất hiện Mà nó gọi là những cái vùng kiểm định dần dần Đến khi một con đại sóng bắt đầu Thì nó sẽ vào luôn một cái chân sóng ở đây Có nghĩa là nếu thị trường chúng ta Nó có một cái vùng kiểm định LPS ở nghìn hai này Thì những cái mã cổ phiếu này Nó mới bắt đầu xuất phát cho một cái chu kỳ sóng Do đó là lý do mà tại sao Em chia sẻ với nhà đầu tư trong cả một cái giai đoạn Thị trường tích lũy vừa rồi nè chúng ta buộc phải lựa chọn những cái mã cổ phiếu tốt nhất thị trường và những cái mã cổ phiếu thuộc về dẫn dắt bởi vì trong cái giai đoạn thời điểm hiện tại chỉ có những cái mã cổ phiếu mạnh nhất thị trường và dẫn dắt nó đi lên mạnh. Đấy và những cái mã cổ phiếu đó sẽ là linh hồn của thị trường anh chị nhá. Đấy, quay trở lại cái quá khứ một chút nào, mọi người nhìn giúp em này Để thuyết phục hơn thì em sẽ chỉ cho anh chị nào. Mọi người có biết vì sao? Không? Ở trong cái giai đoạn kiểm định này nè, tại sao ở đây em mới kêu là ờ mới gọi là con sóng tổng thể mới gọi là ngành nào cũng đi lên mà trước đó thì những cái mã cổ phiếu như PVD anh chị nhìn giúp em này PVD này nó gần như là gì nó không đi lên mà nó nằm trong cái giai đoạn kiểm định giai đoạn tích lũy nó khác gì những cái mã cổ phiếu thị trường như chứng khoán thép bất động sản thời điểm hiện tại cả nhà gần như nó giống EC đúng không và khi thị trường chung đi lên thì những cái mã cổ phiếu này nó chỉ là tích lũy và khi nó tích lũy đến một cái thời điểm mà chính mùi gọi là vùng kiểm định cuối cùng của thị trường ở đây nè lps này thì nó bắt đầu cùng với thị trường đi lên và tạo ra một cái cơn đại sóng và đó là cái nguyên lý vận động của thị trường chứng khoán Việt Nam trong rất nhiều năm trở lại đây mà em chỉ lấy ví dụ một cái chu kỳ để giúp cho mọi người nhìn ra được một cách tổng thể uh, tổng thể cái thị trường thời điểm hiện tại nếu có thời gian hơn ví dụ như là ngày mai em sẽ làm cho nhà đầu tư các video chia sẻ về những cái chu kỳ trước ở đây này Đấy, có những cái nhóm ngành nó đi lên tương tự như vậy những cái nhành dẫn dắt những cái giai đoạn nào giai đoạn nào từng giai đoạn một của thị trường đấy ở đây nè hay là những cái vùng ở đây nè à mọi người hình dung nè những con sóng ở đây nè em sẽ chia sẻ cụ thể con thời điểm hiện tại thì em xin lấy ví dụ một cái giai đoạn để mọi người hình dung được là ở à, con sóng nó đang lặp lại và chúng ta đang nằm trong những cái vùng kiểm định rất lớn đấy và vùng kiểm định này thì anh chị lưu ý quay trở lại phân tích thị trường thì em sẽ chia sẻ với anh chị như sau thứ nhất chúng ta đang xác nhận được cái vùng kiểm định đầu tiên gọi là những cái vùng ST của thị trường sau cú spin, cú rủ bỏ thì sau những cái vùng này thì cái target tiếp theo của thị trường rõ ràng sẽ là những cái vùng đỉnh trước ở cái vùng trên lan này nè những cái vùng ví dụ như 1250 còn khi thị trường nó lên tới đây hoặc là trong cái quá trình đi lên nó sẽ xảy ra rất nhiều những cái yếu tố về rung lắc và trong cái quan điểm của em phân tích thì đây chính là cái điểm rung lắc đầu tiên khi mà cái khối lượng của nó ra và chúng ta đã cùng nhau trải qua 2 tuần đi lên rất mạnh mẽ của thị trường và anh chị còn nhớ trước khi mà thị trường nó đi lên ở những cái phiên rơi này em có làm cho nhà đầu tư những cái video em phân tích rất cụ thể chi tiết về cái việc thị trường đây gần như vắt kiệt lực cung và nó có thể đi lên bất kỳ lúc nào và một khi nó đi lên thì nó sẽ đi lên cho đến khi nào vậy cho đến khi nào nó chán thì thôi cho đến khi nào nó bung khối lượng thì thôi chứ nó không có cái chuyện mà đi lên một vài phiên rồi điều chỉnh đúng cả nhà và chúng ta phải nhìn nhận là trong giai đoạn này có rất nhiều những cái mã cổ phiếu mạnh nó đi lên trước thị trường nhưng mà những cái mã cổ phiếu thị trường thì gần như nó dập chân tại chỗ đặc biệt là chứng khoán này thép này bất động sản này mọi người thấy công nhận em không? đó lý do mà tại sao hôm nay em làm cái video về cái vùng kiểm định của thị trường để giúp cho mọi người có một cái tầm nhìn đủ lớn và một cái chiến lược phù hợp trong từng cái giai đoạn và tiếp theo khi thị trường nó bắt đầu nó đi lên nó mở những cái biên với khối lượng lớn như thế này này thì điều này chứng tỏ một vấn đề thị trường bắt đầu có hiện tượng fomo ấy tuy nhiên là gì Tuy nhiên là cái đây cũng là một cái dấu hiệu đánh dấu cho cái việc thị trường sẽ chuẩn bị bước vào một cái chu kỳ sóng mới với dấu hiệu tối thượng gọi là sóng ngành chính thức xuất hiện. Với chúng ta nhìn thấy một cái sóng ngành gì? Sóng ngành banh Em lấy ví dụ cho nhà đầu tư nè. Với những cái cổ phiếu ngành á thì mọi người sẽ để ý ngành banh cái phiên vừa rồi nó xuất hiện một cái đặc điểm mà gần như trước mọi con sóng nó đều có. Đó chính là một cái phiên gọi là cái phiên kích hoạt sóng. Em lấy ví dụ cho nhà đầu tư những cái phiên này gọi là phiên kích hoạt sóng nè hay là BID nè BD thì nó có những cái viên kích hoạt sóng ở đây rồi. Đấy, ví dụ như là chúng ta có những cái mã cổ phiếu như CTG thì phiên này gọi là phiên kích hoạt sóng nè. Hay chúng ta có con MBB ở đây gọi là phiên kích hoạt sóng nè. Thì mọi người để ý giúp em, trước mọi cái chu kỳ sóng của bất kỳ một cái ngành nào, nó cũng sẽ xuất hiện những cái cây kích hoạt sóng như vậy. Nó tạo ra những cái hiệu ứng về dấu hiệu À, tối thượng cho cái việc mà thị trường nó sẽ đi lên ví dụ đây là cây kích hoạt sóng cho cổ phiếu nè hay là chúng ta có thời điểm nó có acb nè anh chị acb thì chúng ta có hai cây kích hoạt sóng rất là lớn cho một cái chu kỳ lớn nè thì sau đó là gì chúng ta chỉ cần nhận diện những cái cây kích hoạt như thế này thì anh chị em cũng đủ hiểu là gì là thị trường của chúng ta cũng sẽ rất mạnh trong những cái chu kỳ tiếp theo hay chúng ta có những cái mã cổ phiếu như liên việt pop này mọi người nhìn thấy cây kích hoạt sóng này như thế nào rất là uy tín và chất lượng đúng không? Với những cái mẫu hình hoàn thành và một cái điểm xác nhận thì những cái mã cổ phiếu như con Livi Boban thời điểm hiện tại nó khác gì cái mã cổ phiếu gì MBB hiện tại đâu cả nhà. MBB đâu. Và khi thị trường và cổ phiếu nó kích hoạt được một cái con sóng dòng banh như thế này nè, nó giống như những cái mã cổ phiếu như SHS hồi xưa em có chia sẻ nó có phiên xuất uh, kích hoạt sóng nè, hay là những cái con như là VND nó có phiên kích hoạt sóng ở đây nè. Đấy mọi người thấy không? tự nhiên không không đùng đùng nó xuất hiện một cái phiên 72 triệu cổ phiếu vậy thì dòng băng thời điểm hiện tại nó cũng tương tự nó xuất hiện rất nhiều những cái phiên mà thuộc về kích hoạt sóng ví dụ như ở đây nó xuất hiện một cái phiên 61 triệu cổ phiếu này thì ở đây em hỏi anh chị tổ chức người ta mua hay bán mua cho bán cái gì ở đây rõ ràng là đáy của thị trường và nếu mà thị trường ở đây là spin thì đây chính là chân của một con sóng thân chân của một con sóng thân mà tiền vào ở đây thì em hỏi anh chị nè đây là mua hay bán chẳng lẽ tổ chức người ta bán tháo nó giống như cái cách mà anh chị có nhớ là hồi xưa cái con viên đi nó xuất hiện điểm xác nhận đây nè rất nhiều nhà đầu tư trên thị trường kêu là à, cổ phiếu này đây là cái phiên trao tay phiên bán nhưng em tự tin em khẳng định với quý anh chị là gì đây là điểm mua bởi vì nó thuộc về những cái phiên kích hoạt cho chu kỳ sóng nó giống như con agr vậy nè anh chị đây là phiên kích hoạt chu kỳ sóng này. Đấy. Và cái phiên kích hoạt chu kỳ sóng nó sẽ tạo ra cho, cho chúng ta một cái chu kỳ đi lên mới của cổ phiếu. Và đối với dòng ngân hàng ở thời điểm hiện tại, khi nó bước vào một cái chu kỳ đi lên thì rõ ràng rồi. Thị trường chúng ta nghìn tư, nghìn năm ăn thua gì cả nhá Nghìn tư, nghìn năm là chuyện rất bình thường. Bởi vì cái chu kỳ sóng này nó đến từ tích lũy rất lớn của các nhóm ngành. Đặc biệt em chỉ cho nhà đầu tư nè. Những cái cổ phiếu như ACB này Đấy cái phiên kích hoạt sóng của nó mọi người phải tin ý Trong cái video trước ở những cái vùng này em có phân tích cho nhà đầu tư về cái điểm xác nhận này đúng không Phân tích cái điểm xác nhận này mặc dù sau đó nó có rủ bỏ Nhưng đây gọi là cái phiên kích hoạt sóng báo hiệu gì Báo hiệu sẽ có sóng ngành này Mọi người để ý nè Đó lý do mà tại sao em tư vấn cho nhà đầu tư cái việc mà Nếu mà đánh dòng banh thì tập trung vào những cái cổ phiếu có dấu hiệu đầu tiên Nhưng mà ACB này Và thời điểm hiện tại nó đang tạo ra một cái mô hình sóng và đang có dấu hiệu vượt đỉnh thời đại Mọi người nhớ này cổ phiếu này nó đã vượt đỉnh thời đại rồi. Đấy, nhớ kỹ Hay là chúng ta có những cái mã cổ phiếu như là con Techcombank Thì chưa có phiên kích hoạt sắm nè Tuy nhiên là gì? Tuy nhiên là với cách đánh của Techcombank Em sẽ chia sẻ với nhà đầu tư nè Giai đoạn tiếp theo, cổ phiếu này là một trong những cái cổ phiếu Đáng chú ý nhất của dòng banh Bởi vì sao vậy cả nhà? Bởi vì mọi người nhìn nè Mặc dù không có phiên kích hoạt sắm Nhưng mà nó đi lên rất tốt Đấy, điều này chứng tỏ là lượng cung ở đây gần như là gì? Gần như nó được thu gom một cách kỳ quệ rồi. Và những cái cổ phiếu nó được thu gom kỳ quệ như vậy cái, vấn đề còn lại chỉ là gì chỉ là tính cách của đội lái nó con nó muốn đánh như thế nào thôi đúng không hay chúng ta có tb này đây là phiên gì cả nhà phiên bán tháo của sóng hả nếu ở đây bán tháo những cái cổ phiếu này sẽ là đao trên mà những cái cổ phiếu này là đao trên á à, sorry cả nhà giả dạ sử ở đây là phiên bán tháo thì đây gọi là tái phân phối mà tái phân phối thì đây sẽ đằng sau đó sẽ là đao trên nó giống như những cái mã cổ phiếu như con hoa sen này nè ở đây là cái vùng gọi là tái phân phối với những cái phiên xác nhận đi lên nhưng mà nó là tái phân phối thì sau đó sẽ là những cái giai đoạn rơi rất là kinh hoàng và em hỏi anh chị nè ở đây mà là tái phân phối thì nó sẽ rơi về đâu chắc chắn là thùng đáy rồi mà nếu thùng đáy này thì thị trường nó về đâu cả nhà thị trường nó về đâu để em kéo lên tí ha thị trường nó phải về đâu đó khoảng 600 700 gì đấy hoặc là 800 gì đấy và cái điều đó chắc là em nghĩ là không có gì không có một cái biến cố nào đủ lớn đâu cả nhà. Bởi vì những cái biến cố xấu nhất của thị trường trong chu kỳ trước nó nằm ở đây rồi. Đấy, rất khó để xảy ra những biến cố như vậy. Do đó theo cái quy luật gọi là tư duy ngược á thì anh chị sẽ hiểu, đây sẽ là những cái cây kích hoạt sóng rất rõ ràng. Và với cái việc đây là cây kích hoạt sóng với khối lượng lớn như thế này thì anh chị biết không? nó sẽ bắt đầu đi lên một chu kỳ mới mà đi lên một chu kỳ mới như vậy thì thì sao thì thị trường chúng ta nó về những cái vùng nghìn năm nghìn, sáu gì đấy bình thường chả có vấn đề gì phải lo lắng hay những cái mã cổ phiếu như HD ban nó đang tạo ra những cái cấu trúc nền trồng nền đi lên hướng lên à và bắt đầu tăng dần độ dốc này thì những cái mã cổ phiếu này nếu nó có những cái vùng kiểm định lại đây kiệt về khối lượng thì đây chính là nơi bắt đầu cho một cái chu kỳ tăng tốc mạnh mẽ nhất của nó nhớ kỹ giúp em đấy đó là một vài cái cổ phiếu dòng ban mà em muốn chia sẻ với chị thì có nghĩa là chúng ta đang nhìn thấy là ở à, dòng banh đang à, có sóng ngành và cái sóng ngành đó thì chắc chắn rồi chị nó sẽ kéo cái thị trường này đi lên và trong cái video ngày mai à nhầm sorry vào buổi thứ tư À, vào ngày thứ tư em có tổ chức một cái buổi đào tạo khách hàng về cái chu kỳ đánh sóng ngành này em sẽ chỉ cho nhà đầu tư những cái cổ phiếu top 1 những cái cổ phiếu đáng đánh và chắc chắn rồi cả nhà em sẽ chỉ cho nhà đầu tư về một cái tư duy về sóng kép bởi vì sóng banh lên nó không bao giờ nó đi một mình nó luôn là những con sóng kép và cái vấn đề chúng ta phải đánh vào những con sóng kép đó mới đem lại những cái lợi nhuận kết xù cho nhà đầu tư được nên là nếu anh chị nào mà muốn tham gia vào cái buổi đào tạo khách hàng miễn phí đó mọi người có thể comment giúp em phía dưới là tôi học Đấy, comment phía dưới video là tôi học để bạn trợ lý có thể liên hệ với anh chị để giúp cho nhà đầu tư tham gia vào cái buổi học đó và em quan điểm là buổi học đó sẽ là cái buổi quan trọng nhất của chu kỳ năm nay luôn bởi vì sóng banh lên thì chắc chắn nó không đi lên vài tháng đâu cả nhà có thể đi lên cả năm đấy cả nhà đấy và khi nó đi lên cả năm thì cái tư duy sóng kép là cái tư duy quan trọng nhất bởi vì sóng băng lên thì chắc chắn rồi cả nhà đó là điều kiện thuận lợi ờ, cho đó gọi là điều kiện thị trường thuận lợi cho các dòng các ngành các tổ chức đội lái người ta đánh cổ phiếu lên nó sẽ sinh ra sóng kép và cái vấn đề chúng ta phải chọn đúng sóng kép để tạo ra một cái bước sinh lãi lớn nhất thị trường nên là mọi người có nhu cầu có thể comment phía dưới là tôi học và đặc biệt là nếu anh chị nào mà thấy video này hay hãy cho em một like Đấy, phải nhớ nè, cho em một like đi video cuối tuần mặc dù cũng cũng hay nhưng mà ít like quá cả nhà rất là buồn đúng không anh chị coi video thì có thể uh, thấy cái sự tâm huyết của ông Tàng Vlog mọi người tặng em một like và một comment để chúng ta xây dựng một cái cộng đồng uh, nhìn thấy trước được những cái yếu tố về tương lai để giúp uh, từ đó giúp cho anh chị có gì có cái định hướng rõ ràng hơn trong những cái chu kỳ tiếp theo rồi tiếp theo đó là về dòng băng, à, gần như là có phiên kích hoạt sóng rồi cả nhà. Tiếp theo là chúng ta sẽ đi phân tích cái dòng chứng khoán này. Dòng chứng khoán thì cũng như những cái phân tích trước của em thôi. Em có chia sẻ rồi trong cái giai đoạn này, các cổ phiếu dòng chứng khoán nó sẽ luân phiên nổ lên. Ví dụ như là hôm nay chúng ta thấy có SSA nổ lên này, hay chúng ta có ORS hôm nay nổ lên này, hay AGR nổ lên, nhưng mà em nói thẳng với anh chị nào. Khi chọn cổ phiếu trên cái thị trường chứng khoán Việt Nam á, mình phải chọn sao cho nó phù hợp ấy ví dụ như là vì sao em chọn cho nhà đầu tư những cái cổ phiếu liên quan đến banh này hoặc là vì sao em chọn cho nhà đầu tư những cái cổ phiếu ở kênh trên như con CTD này hay con Nam Từ Liêm này hay những cái mã cổ phiếu như BMP này, DRC này, tại sao em chọn cho anh chị những cái mã cổ phiếu như vậy? Đấy, mà chúng ta không chọn những cái cổ phiếu như là Hoa Sen, Nam Kim. Đấy, vì sao vậy cả nhà? Cả nhà, hay là không chọn những cái mã cổ phiếu như SSI? Vì sao? Bởi vì những cái mã cổ phiếu em chọn là nó gắn liền với cái pha đẩy giá của thị trường pha đẩy giá của cổ phiếu em lấy ví dụ lại cho nhà đầu tư là khi cái cổ phiếu này bắt đầu nó hình thành những cái vùng đi lên ở đây này thì nó bắt đầu nó nằm ở cái pha đẩy giá gọi là pha d đấy pha d này ở đây gọi là pha d này pha d pha d pha d là pha huy động dòng tiền sau những cái cú rủ bỏ cuối cùng đây gọi là những cái lps này thì nó bước ngay vào một cái cú úp trên thì cái vùng này gọi là pha e trở lên này pha e có nghĩa là gì pha đầy giá chính của cổ phiếu còn những cái mã cổ phiếu như là dòng chứng khoán thời điểm hiện tại thì em nói thẳng với anh chị luôn nó đang nằm trong pha tích lũy gọi là pha b và trong cái giai đoạn mà thị trường cổ phiếu nằm trong pha b như thế này á thì rõ ràng rồi cả nhà không có cơ hội nhiều cho anh chị đâu dù trong pha b cổ phiếu nó có thể nổ lên đi chăng nữa nhưng mà cái cơ hội để cổ phiếu nó vào sóng ngay là gần như không có em lấy ví dụ cho nhà đầu tư những cái mã cổ phiếu mặc dù thị trường nó kiểm định nó đi lên là mầm mặc dù các cổ phiếu trong ngành của nó đi lên rất là mạnh như con li vị bóc banh này nhưng mà những cái mã cổ phiếu gì mà những cái mã cổ phiếu mà nó còn đang tích lũy nó còn đang nằm trong pha b như những cái mã cổ phiếu như vb banh đây nè thì dù nó có tích lũy ở đây đúng không dù nó có nổ lên ở đây nè đây nè nó nó giống không rất là giống dù nó có nổ lên đi chăng nữa thì gần như gì vì bản chất của nó nằm ở cái pha tích lũy gọi là pha tạo nguyên nhân pha b ấy. nên là nó chưa thể nào vào ngay được một cái con sóng cho đến khi nó xuất hiện những cái cú rủ bỏ gọi là những cái cú gì cú spin à, hoặc là lps lớn này gọi là những cái cú rủ bỏ cuối cùng trước khi bước vào một chu kỳ sóng thì ở đây chúng ta mới có quyền đánh nó còn những cái mã cổ phiếu ở đây nè nó vẫn chỉ nằm trong pha b thôi cả nhà và cái việc mà anh chị mà kiếm tiền trong pha b gần như không thể nó cứ đi lên trong cái biên này thì kiếm tiền làm cái gì cả nhà và em nói với anh chị rồi cái vùng kiểm định của thị trường nó phải nằm ở vùng đây này sau khi thị trường nó tạo ra những cái lợp ép những cái pha rủ bỏ cuối cùng ở đây này thì những cái mã cổ phiếu này nó sẽ vào được con sóng đó là tư duy rất rõ ràng ở trong thời điểm hiện tại chứ còn mà mà anh chị cứ mua mà những cái cổ phiếu này chờ sóng thì mọi người sẽ mất hai vấn đề thứ nhất là mất chi phí cơ hội đấy bỏ qua những cái cổ phiếu tốt nhất yếu tố thứ hai là anh chị rất dễ dính vào những cái cú rủ bỏ gọi là cú gì cú spin ấy sau pha B thường là gì? Pha C sau pha B thường là cú rủ bỏ. Còn cái vấn đề là khi nào nó xuất hiện cú rủ bỏ em không biết. Hoặc là cú rủ bỏ nó sâu hay không không biết. Bởi vì trong giai đoạn tích lũy là giai đoạn cổ phiếu. Nó không rõ xu hướng mà đã không rõ xu hướng rồi. Em nói thiệt với anh chị nè. Đừng có cố dự đoán. Em không dự đoán những cái cổ phiếu như vậy. Mà em chọn những cái cổ phiếu nó nằm ở pha C, pha D, pha E đại giá. Ờ, thì sao? thì mới đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư bởi vì trong cái pha đẩy giá mục đích của tổ chức là đẩy giá cổ phiếu lên để kiếm tiền còn mục đích của tổ chức trong cái pha b là gì đi mà gom hàng anh chị mua mua với cái mục đích tổ chức đề gom hàng là mọi người chỉ có thiệt thòi thôi cả nhà. À, VND nè. Mọi người thấy không? Cứ nổ lên là rụt đầu. Bởi vì tổ chức người ta chưa muốn cho lên, người ta chưa gom xong. Người ta chưa có những cái pha rủ bỏ cung cầu để kiểm định Đấy, nhưng mà hôm nay chúng ta có những cái mã như AGR nổ lên à. Vậy đây có vào sóng không? Câu trả lời là khó lắm cả nhà. Gần như là không có cửa nào ở đây đâu. Đấy, gần như là không có cửa nào. Hay là chúng ta có những cái mã như CTS đây nè. Đấy, quan điểm em là chúng ta phải nhìn nhận rõ thực tế. Quan điểm rõ ràng thực tế, không vuốt đuôi, không không gọi là gì, không su nịt. Quan điểm là gì? Không được cao bằng với thị trường cái ngành nào được, ngành nào ok, ngành nào vào để giá, ngành nào trở thành sóng thì chúng ta mới tư vấn. còn những cái ngành nào mà đang tích lũy, em cũng có thể nói với anh chị là đây là giai đoạn tích lũy của cổ phiếu đúng không? đúng. mọi người cứ gom được không? được. gom để sau này chờ sóng được không? được rất là được. bởi vì sau những giai đoạn tích lũy này em khẳng định với anh chị sẽ có sóng của ngành chứng khoán gần như chắc chắn. nhưng mà ở đây anh chị mua vào thì có hai cái vấn đề đó. một là chi phí cơ hội, hai là sẽ ăn rủ bỏ. và cái đó là cái mà em không muốn. chứ còn bây giờ em nói anh chị là gì? ở ờ, tư vấn gom ở đây được nhưng mà phải chờ lâu tính bằng tháng thì thôi không có tư vấn điều đó cả nhà đó là cào bằng rồi đấy quan điểm em không cào bằng với thị trường hay chúng ta thấy những cái mã cổ phiếu sau cú rũ nè nó gần như là gì nó không lên nổi đấy và những cái cổ phiếu này dù nó có nổ lên ở đây nó cũng sẽ xuất hiện những cái cú rũ bỏ rất mạnh nên là mọi người để ý giúp em những cái mã cổ phiếu này trong cái giai đoạn tiếp theo nhá hay là hcm này mở gáp này kiểu gì trả lấp đấy đơn giản như vậy em nói thiệt với anh chị trong chu kỳ trước những cái mã cổ phiếu về vnd này nó cũng là cái uh, cái cổ phiếu đợt đó là nó chia tách hay là chuyển sàn ta em nhớ không nhầm là có được chia tách hay chuyển sàn nó cũng tạo ra một cái vùng gáp ở đây vùng gáp rất lớn và khi nó tạo đây là thuộc về cổ phiếu dẫn dắt nha cả nhà đấy cổ phiếu dẫn dắt nó mạnh đến cỡ nào mà khi nó tạo ra những cái vùng gáp này, này nó đi ngang phía trên nó rủ cho nát người nó rủ ở đây là gần như lấp được cái gáp này rồi và sau đó nó mới bước vào một cái chu kỳ sóng thì anh chị nghĩ giúp em những cái cổ phiếu thị trường mà nó mở những cái gáp này ra thì nó làm gì chắc là nó đi lên được nó phải lấp nhớ hay là mbs này nó tạo ra những cái yếu tố về phân kỳ nói chung là à, em đánh giá những cái cổ phiếu này không cao bởi vì nó đang nằm trong pha tích lũy đi ngang và khi mà nó tích lũy xong thì trận đánh mới bắt đầu còn khi nó đang tích lũy thì anh chị có cố gắng kiếm tiền thì nó cũng vậy thôi em lấy ví dụ cho nhà đầu tư này trong những cái thời điểm mà thị trường nó nằm ở những cái vùng kiểm định cung cầu đây nè ở đây nè mọi người thấy không đấy khi thị trường nó nằm trong những cái vùng kiểm định cung cầu phía dưới này mặc dù thị trường đi lên rất mạnh mặc dù rất nhiều những cái mã cổ phiếu đi lên nó vào để giá rất mạnh như bi vrb này hay là liên việt bốc banh này hay là chúng ta có những cái cổ phiếu như là dgw này nó tăng rất là mạnh trong quá trình kiểm định gọi là những cái cổ phiếu riêng lẻ hay chúng ta có lâm hậu nè đấy tăng rất là mạnh trong quá trình mà thị trường chúng ta xảy ra quá trình kiểm định nhưng mà những cái mã cổ phiếu như con gì như con gì như con SHS này anh chị cố gắng gom hàng ở đây để làm gì gom hàng ở đây khi thị trường đi lên thì nó không tạo ra cho anh chị lợi nhuận nhưng khi thị trường nó điều chỉnh nè thì những cái con này nó rủ bỏ cho sắp mặt đấy sắp mặt không có lại sau đó thì ở đây mới chính là cái điểm gì xác nhận vào sóng của cổ phiếu thì đây gọi là cái điểm gì kích hoạt sóng thì mọi người mua vào đây thì gần như là gì thắng lợi tuyệt đối và quan điểm của em á trong cái giai đoạn mà thị trường đang kiểm định thì buộc mình chỉ chọn những cái cổ phiếu nó mang cái chất là đi lên những cái cổ phiếu dẫn dắt chứ mình không chọn những cái cổ phiếu mang tính chất chu kỳ nhớ kỹ giúp em nhá đấy hay là tại sao những cái thời điểm đó những cái cổ phiếu như VCI nó lên rất là mạnh mà những con như SHS nó không lên bởi vì những cái con này nó thuộc về giai đoạn dẫn dắt của cổ phiếu đấy nó đi lên trước đấy còn những cái cổ phiếu nó cần kiểm định nó sẽ đi sâu theo thị trường nói chung anh chị gom vẫn được nhưng mà nó sẽ rất đúng thời gian và nó sẽ có rủi nhớ kỹ giúp em vấn đề như vậy nhá đấy hay là chúng ta sẽ đi phân tích một vài cái cổ phiếu như nhóm thép này nhóm thêm hôm nay thì thấy một cái hiện tượng đó là dù thị trường nó kéo mạnh đi chăng nữa nhưng những cái nhóm này nó bị phân kỳ phân kỳ thì em nói với anh chị trong rất nhiều những video rồi và khi thị trường đi lên mà những cái cổ phiếu này nó có yếu tố là đi xuống á, thì đó gọi là những cái cổ phiếu yếu hơn thị trường đấy, ví dụ như nam kim hôm nay là nó còn giảm một phần trăm nó yếu hơn thị trường một cách rõ rệt và khi mà nó yếu hơn thị trường như vậy đấy, thì cần gì cần rủ bỏ cần tích lũy hay là chúng ta thấy hôm nay có những cái mã cổ phiếu như PVD PVS nó yếu hơn thị trường một bậc này cả nhà khi thị trường nó đi lên là nó bị phân kỳ thị trường đi lên mà cổ phiếu nó đi xuống thì sao thì khi rủi ro xảy ra nó là thằng điều chỉnh đầu tiên mọi người thấy không thị trường nó mới rung lắc thì những cái cổ phiếu này rơi đầu tiên đấy hay là PVS này mọi người thấy không thị trường rung lắc thì những cái cổ phiếu này nó giảm đầu tiên vậy tại sao chúng ta không chờ cho bọn nó tích lũy xong xuôi đầy đủ tất cả mọi thứ vào sóng chúng ta đua mua một cái là cổ phiếu nó sẽ tăng sướng không sướng đấy mua như như mua acb này mặc dù nó tăng chưa được bao nhiêu nhưng mua một cái cổ phiếu nó tăng ngay sướng không anh chị cầm hàng rất là sướng hay chúng ta có những cái mã cổ phiếu như bia đi mua cái là gì mua một cái là nó tăng ngay tăng phi mã ngay đó là giai đoạn đẩy giá của cổ phiếu và trong đầu tư anh chị phải chọn giúp em những cái mã cổ phiếu nó vào được đẩy giá thì từ đó mới giúp cho nhà đầu tư kiếm được những cái khoản lợi nhuận tốt nhất trong những cái giai đoạn của thị trường tránh cái trường hợp là ở chúng ta ôm mộng thị trường để ngồi ôm cổ phiếu cho đến khi ăn rủ rủ là mệt lắm bởi vì mỗi lần á em nói với anh chị nè cái cú rủ bỏ cuối cùng trong quá trình tích lũy ở pha b nè cái cú rủ bỏ cuối cùng mọi người biết cái cú đó nó đóng vai trò gì không là ép chết nhà đầu tư loại bỏ nhà đầu tư ra khỏi cuộc chơi trước khi cuộc chơi nó bắt đầu nó giống như ở đây nè cả nhà mọi người nhìn này nó tích lũy đi ngang trong pha b dù nó có nổ lên đi chăng nữa nó cũng sẽ xuất hiện những cái pha mà nó ép chết nhà đầu tư em nói thiệt với nhà đầu tư đây nè nó ép như nào anh chị sẽ nhìn thấy nè nó rơi nè sàn sàn phiên này rơi sàn cắm sàn kê sàn 14 triệu cổ phiếu sau đó nó tiếp tục hồi lên nó rơi tiếp Thì những cái pha này gọi là pha ép chết nhà đầu tư ra khỏi cổ phiếu Và em khẳng định với anh chị Mọi người mà ôm cổ phiếu trong giai đoạn này Giai đoạn này nè 90% là bán Nên cái vấn đề là thôi Em chịu không nổi cái việc mà nó rủ bỏ mạnh như vậy đâu Nên là em sẽ gì Em sẽ rút lui và nhường cho những cái nhà đầu tư khác Ví dụ giai đoạn này nè khi thị trường chung tích lũy nè mọi người cứ xông vô mọi người mua gom thì khi nó rủ đây gọi là nó ép chết nhà đầu tư này cả nhà nó rơi sàn rất là ghê và nó thường gắn liền với những cái điều kiện thị trường chung rung rủ đấy gọi là những cái vùng kiểm định vùng LPS. và những cái vùng đó chính là những cái nơi mà những cái cổ phiếu này nó thể hiện cái sức yếu của nó có nghĩa là gì là khi thị trường chung rung lắc thì những con này rơi trước nó báo hiệu cho những cái cú kiểm định lps của thị trường nó, nó giống như ở đây này cả nhà thị trường ở đây đi lên này em khẳng định với nhà đầu tư luôn đây gọi là vùng kiểm định một cái vùng gọi là vùng nằm trong vùng kháng cự gọi là vùng kiểm định và khi vùng kiểm định nó nó vẫn còn ở đây nè đây là vùng kiểm định nè thì lúc nào thị trường nó cũng sẽ xảy ra những cái cú rũ bỏ lps đấy và những cái cú rũ bỏ lps nó đến từ đâu nó đến từ những cái mã cổ phiếu bị phân kỳ với thị trường những cái mã cổ phiếu yếu hơn thị trường nhất kỳ giúp em tư duy đó hay là hôm nay chúng ta thấy những cái dòng cổ phiếu về bất động sản em có tư vấn cho nhà đầu tư là gì là kiểu gì thì kiểu nó cũng sẽ nổ lên đúng không thì hôm nay chúng ta có những con như dg này anh chị nhớ giúp em những cái mã cổ phiếu như DG nào hôm nay mở nó tạo gap thì bây giờ trả lời giúp em một cái câu hỏi đơn giản thôi cổ phiếu này đây là nhỏ lẻ mua hay là tổ chức mua nhỏ lẻ mua tổ chức mua mọi người comment giúp em nếu mà nhỏ lẻ mua comment số 2 tổ chức mua comment số 3 để em sẽ đi phân tích cho nhà đầu tư một cái vấn đề đó trong thời gian chờ đợi anh chị comment thì mọi người hãy gì hãy tặng em một like và ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ em em sẽ chỉ cho nhà đầu tư một cái bí mật đấy mọi người like và comment đi ấy thì em nói với cho anh chị này, cái vùng kịp về khối lượng này là vùng tích lũy của cổ phiếu. Và vùng tích lũy này à nó sẽ đến bất ngờ trong một cái pha đẩy giá. Và giả sử đây là một cái phiên giả sử thôi nha. Giả sử như tổ chức người ta mua ở phiên này thì mọi người sẽ thấy là gì? Là chúng ta sẽ nhận diện tổ chức mua hay là tổ chức bán thông qua một cái vấn đề, đó chính là thị trường nó sẽ xuất hiện những cái pha kiểm định gọi là rủ bỏ nếu thị trường rủ bỏ mà những cái cổ phiếu này nó chống lại được cái cú rơi của thị trường này mà nó bắt đầu nó quay đầu đi lên đây nè đấy thì chúng ta biết là cái phiên này tổ chức mua vào và lúc đó là gì anh chị tự tin giải ngân vào những cái cổ phiếu này một cách mạnh mẽ gọi là khi thị trường chung điều chỉnh siêu cổ phiếu xuất hiện còn cái trường hợp là gì còn cái trường hợp ở đây nếu thị trường xảy ra những cái cú rung lắc rủ bỏ mà những cái cổ phiếu này nó cắm đầu nó rơi thế này này thì mọi người biết đây là cái pha gì pha lùa một mớ nhỏ lẻ vô và cái chúng ta không biết ở đây là nó đang làm gì bởi vì thị trường ở thời điểm hiện tại nó tương đối là phô mô em sẽ lấy ví dụ cho nhà đầu tư này nó giống như những cái con như gvr hồi xưa em chỉ cho anh chị nè những cái mã cổ phiếu như GVR hồi xưa khi mà khi mà em là người dính cho cả nhà nên là em tâm sự với nhà đầu tư luôn đây nè hồi xưa nó xuất hiện cái cây này đấy chia sẻ thật thà và uh, rõ ràng đây nè mọi người thấy không tích lũy siết nền rất chặt trong một cái thị trường đi lên rất là tốt thì nó buổi sáng nó xuất hiện một cái cây bùng nổ ở đây cây bùng nổ nó khối lực của tương đối cao nhưng mà cuối phiên nó bị bán tháo vậy thì cái phiên này chúng ta sẽ đặt một câu hỏi là dòng tiền 3,4 triệu cổ phiếu nó vào là nó mua hay nó lừa nhỏ lẻ cái đó chúng ta không trả lời được cho đến khi thị trường nó xảy ra một cái cú rung lắc ở đây nè mọi người nhìn nè thị trường rung lắc rất là mạnh nè đấy em chỉ cho chỉ anh chị giai đoạn đó thị trường xảy ra những cái cú rung lắc rất là mạnh nhìn về thôi nó rút chân về thôi chứ nó rung lắc mạnh nè mọi người nhìn cái thanh khoản anh chị sẽ biết là gì nó rủ rất là mạnh đúng không thì sao thì những cái mã cổ phiếu như gvr nó xuất hiện điểm này thì đó là câu thị trường điều chỉnh siêu cổ phiếu xuất hiện và nếu nó xuất hiện ở đây nè thì chúng ta à, biết được rồi đây là tổ chức mua và nếu nó xuất hiện cây này ở đây thì đây chính là cái điểm mà anh chị gì nên đánh to, đánh hết mình. Đúng không? Chứ bây giờ mắc gì khi thị trường FOMO lên Chưa biết được thằng nào mua, thằng nào bán Cứ xong vô Đặc biệt là hôm nay nó có những cái thông tin rất tốt về bất động sản Nên là em cũng chả biết là nó nó là tổ chức mua hay bán Chỉ biết đây là tích lũy thôi Và chuyện gì cũng có thể xảy ra trong cái quá trình tích lũy Đặc biệt là khi nó nổ lên gặp những cái vùng kháng cự rất lớn này Đấy, vậy thì khi Chúng ta sẽ chờ xem liệu thị trường nó sẽ kiểm định cổ phiếu này như thế nào Và sẽ có một cái dấu hiệu rất quan trọng đối với dòng bất động sản Trong cái giai đoạn sắp tới đó chính là Nếu đi lên đầu tiên thì những cái mã cổ phiếu như PDR sẽ là cái cổ phiếu đi lên đầu tiên Bởi vì cái này em chia sẻ với anh chị rất nhiều rồi Nếu mà đi lên thì những cái mã cổ phiếu này nó xứng đáng là cổ phiếu dẫn dắt của cổ phiếu Của thị trường, à của dòng bất động sản Bởi vì sao? Bởi vì nó nằm ở phía trên anh chị những cái cổ phiếu nằm ở phía trên nghĩa là tổ chức dòng tiền thông minh người ta gom hàng phía trên một cách gấp rút tại sao những cái mã cổ phiếu như đít nó gom ở dưới đỉnh mà pr nó gom trên đỉnh vì sao vậy cả nhà cùng là tích lũy tại sao thằng này nó gom phía trên mà thằng kia gom phía dưới bởi vì thằng này là gấp nhất thằng nào gấp thì nó phải gom trước đấy nó giống như những cái mã cổ phiếu hồi xưa như con hdc này em chỉ cho anh chị nè khi thị trường á, nó đi lên cái sóng bất động sản nó đến từ đây nè cả nhà sóng bất động sản ở đây nè Đấy, lại so sánh HBC đi Lúc đó HBC nó đã đi lên trên Nó tích lũy phía trên rồi Nghĩa là thằng này nó gấp rút nhất Nhưng mà thời điểm đó anh chị nhìn những cái mã cổ phiếu như DIG này, Đấy mọi người nhìn nè Nó tích lũy phía dưới Điều này đồng nghĩa với cái việc gì Thằng này chưa gấp rút Thằng này còn phải rủ Và đây là cái quá trình pha B của cổ phiếu nè anh chị Mọi người cứ cố gắng mà gom trong đây đi biết Đi nó rủ cho sắp mặt Rủ cho không còn hàng và anh chị buộc phải đánh cổ phiếu từ C trở lên có nghĩa là từ những giai đoạn đẩy giá của cổ phiếu trở lên còn trong cái giai đoạn mà cổ phiếu nó còn đang tích lũy thì mọi người nên chọn những cái mã cổ phiếu có tính chất dẫn nhát nhát DC ví dụ như mọi người có thể chọn những mã cổ phiếu này ở những cái điểm mua này được không rất tuyệt vời bởi vì sau khi mua thì nó đi lên ngay đúng không còn những cái mã cổ phiếu kia đang tích lũy sao nó rủ cho sấp mặt đó là chia sẻ thật với anh chị đấy Vậy thì đó lý do tại sao em chọn cho nhà đầu tư những cái mã cổ phiếu như PDR, nếu thực sự nó đi lên nó xác nhận thì nó có thể đi ngược thị trường và nó thuộc về những cái cổ phiếu dẫn dắt. Và khi mà cái cổ phiếu dẫn dắt nó đi lên thì chúng ta biết được cái phiên hôm nay bùng nổ của dòng bất động sản đó chính là dòng tiền mua vào. Nhớ kỹ giúp em. Và con sóng nó sẽ đến sớm thôi. Và em cũng nói với anh chị luôn, vào thứ tư tuần này, có nghĩa là còn hai ngày nữa, em sẽ tổ chức một cái buổi đào tạo khách hàng, một buổi rất chi tiết về đánh sóng ngành cho chu kỳ 2024 với một cái tư duy rất hay đó là tư duy về sóng kép. Nên anh chị nào mà muốn tham gia cái buổi học đó có thể comment phía dưới là gì? Tôi học để bạn trợ lý liên hệ với anh chị uh, giúp anh chị tham gia miễn phí. Rồi, đó là cái tư duy của em trên thị trường ở thời điểm hiện tại chứ còn mà cũng không biết nói gì hơn, đúng không? Bởi vì các cổ phiếu dòng bất động sản của chủ đạo nó là tích lũy thôi. Đấy, chúng ta sẽ cùng nhau xem coi cái vùng kiểm định này của thị trường và cổ phiếu nó sẽ diễn ra như thế nào và các nhóm ngành nó sẽ đi lên ra sao nhưng ở thời điểm hiện tại chúng ta có sóng ngành bắn và khi có sóng ngành bắn thì chúng ta tự tin về một cái đại sóng 2024 cái năm nay mà anh chị không kiếm được nhiều tiền nhất có thể không ít được tài sản á thì đó chính là lỗi của anh chị rồi em xin chào tạm biệt nếu mọi người thấy hay hãy cho em một like một đăng ký kênh và một comment chúc anh chị một cái tuần giao dịch thật là hiệu quả và thị trường này sao tuyệt vời em xin chào tạm biệt